khung ảnh cảm động khi Hoài Linh lần đầu đi thăm Chí Tài ở Mỹ. Sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Chí Tài đã để lại nhiều thương tiếc cho khán giả lẫn bạn bè đồng nghiệp. Mới đây, khoảnh khắc nam danh hài Hoài Linh lần đầu đến thăm mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài đã khiến công chúng cực kỳ cảm động. Được biết, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện lưu diễn tại Mỹ sau loạt ồn ào. Lúc còn sinh thời, cố nghệ sĩ Chí Tài là người bạn cực kỳ thân thiết với danh hài Hoài Linh. Cả hai đã gắn bó với nhau 23 năm, đồng thời trải qua không ít kỷ niệm. Từ thuở Hàn Vi đến lúc trở thành những danh hài hàng đầu, bộ đôi vẫn được khán giả yêu thích với lối sống giản dị, mộc mạc và cực kỳ chân thành. Dù đi cùng nhau làm việc hơn 2-3 năm, nhưng cả hai chưa từng có xích mích. Nếu nói tôi và anh Tài không hoàn toàn cãi vã là không đúng, vì ắt hẳn trong những buổi đi diễn hoặc hợp tác một dự án chung thì cũng bất đồng quan điểm. Tuy nhiên anh Chí Tài giống như một người anh cả vậy, mọi chuyện anh đều đưa ra hướng giải quyết rất êm đẹp, nên chúng tôi không bao giờ có chuyện lời qua tiếng lại với nhau. Chính vì mối quan hệ thân thiết của cả hai mà danh hài Hoài Linh đã được gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài tin tưởng, ủy thác gần 2 tỷ đồng để làm từ thiện. Nam danh hài cũng nhiều lần công bố hình ảnh của các dự án nhà cửa, cầu đường mà mình đã xây dựng cho bà con từ phần quỹ từ thiện nơi người bạn cũ.